anh em ha, thì anh em đã xem rồi, anh em thấy xe có đẹp không? Thì rất là đẹp. Điều đầu tiên nói là cảm ơn những anh em đã nhượng lại chiếc xe này. Và sau khi anh em nhượng lại thì mình phải làm phủ bóng lại nè, rồi rửa siêu sạch nè, đó, phủ bóng lại thì nó mới đẹp như gì. Quay cận vô cho anh em, quay cận luôn, thấy không? Thì nước sơn nó mới được mới như gì, chứ không phải là anh em đem một chiếc xe về rồi nó đẹp sẵn. Có nghĩa là anh em đi quá trình thời gian sử dụng mà mình phải biết bảo dưỡng, mình phủ lại thì xe nó sẽ đẹp như vậy và để lại cho anh em chơi. Và hôm nay là một cái câu chuyện việc thật luôn. Đó là một người em cọc xe mình, ngày nào cũng hối mình hết á, ngày nào cũng hối là có xe không, thì mình cũng không có tìm, mình nói là bây giờ xe xấu lắm không có lấy. Một thời gian sau mà lâu lắm mới tìm được cái con xe này, thì hay là ảnh rất là thích, tại vì nó đẹp mà ảnh mà không thích nữa thì xe nào mà thích nữa. Thì có rất là nhiều anh em qua Minh rất là tin tưởng Minh, qua Minh cọc xe. Mà một cái câu chuyện buồn thì chiếc xe đẹp thì thị trường nó không có nhiều, anh em đem tới cho Minh cũng không có nhiều, cho nên cái tỷ lệ những anh em có và mất rất là nhiều nha. Có những anh em thì anh em nào mà cảm thấy lâu quá thì anh em có thể tới lấy cọc, anh em rất là vui vẻ. Tại vì á, Minh làm biến giữ tiền lắm, bây giờ nhiều anh em cọc Minh còn không nhận nữa, có nghĩa là bây giờ anh em phải chịu thôi à. Bây giờ hên xui à, có người á, có thể 2 ngày có xe có luôn, 2 ngày là có xe, còn có người phải 2-3 tháng chưa có xe. Tại vì chiếc xe nó không có đẹp sao mình lấy mà cho anh em được. Nên anh em qua cái câu chuyện này anh em cũng đừng có trách mình nhiều, đừng có trách mình là tại sao xe lâu. Tại vì xe đẹp thì kiếm rất là cực luôn, thì lâu, con GSX này lâu lắm rồi mới tìm lại được. Không, bữa giờ GSX nhiều, bữa giờ GSX nhiều, rồi 15X nha, bữa giờ GSX nhiều, nhưng mà con này thấy là rất là ok, nhiều đồ chơi nè. Quay cho anh em xem, mày lo quay đi mèo cổ gì nè. Ở đây có bát chân gương CNC nè, ốp mặt nạ nè, anh em có thể tham khảo ha. Xe rất nhiều đồ chơi, chống đổ trước nè. Anh em biết sao mà chủ xe người ta không lên chống đổ ngay chỗ này không? Bởi vì khi mà lên chống đổ chỗ này anh em phải đục vàng áo à. Thấy đa số anh em đục vàng áo nên chủ xe lên chống đổ trước thôi. Cái mà mình thích nhất đó là cái cặp vỏ. Cặp vỏ con này đã lên vỏ 140 nè. Theo mình biết thì Su á, cái thông số của nó là như vỏ của nó chỉ tới 130 thôi. Cặp vỏ Michelin 130, 140, vỏ mới luôn anh em, trước sau đều mới. Anh em coi từ cái gấp Minh đều bảo dưỡng nè. Em nhìn vô đây em có thể soi gương được luôn á. Chủ xe vô đây soi gương nè, nhìn vô cái gấp thôi có thể soi gương được luôn á. Thấy chưa? Đó. Rồi chút nữa mình sẽ tặng cho anh chai dưỡng sên, cho anh dưỡng. Nè, nhìn vô đây soi gương được không nè anh em? Thấy người thấy mình luôn nè. Thì lên rất là nhiều đồ chơi. Bát biển số nè. Qua đây cây bô độ nữa. Em nổ cây bô độ cho anh em nghe chơi coi. Nổ đi, khai mạc đi. Mua xe cái đầy đủ luôn anh em. Bây giờ không có thiếu đồ chơi hết, còn đồ zin một đống nè. Đồ zin một đống nè. Đồ zin nè, bây giờ đóng thùng đưa cho ảnh nè, đóng thùng cũng phải kỹ nữa. Bô nè. Đó. Thì bây giờ chút nữa mình sẽ lắp lại kính zin để mình chạy ha. Lắp lại cái kính zin. Đó, rồi á, hối bữa giờ rồi chia sẻ lại cảm nghĩ cho anh em coi. Đứng ở chiếc xe ngồi lên. Thì ben xe xuống đi, ben xe xuống. Rồi ngồi lên, mét mấy. Ừ, rồi ok, mét 63. Mà vừa đủ, không có rồi. Chia sẻ cảm nghĩ là bữa giờ hối anh như thế nào, nói chung là thế nào. Hôm rồi thì nói chung là tuần nào phải nhắn tin, vài ngày nhắn tin một lần. Nhắn tin hối xe, nhưng mà mình kêu bây giờ không có xe đẹp sao mà thu. Bây giờ xe nó xấu quá, mình nói luôn bây giờ xe xấu lắm sao mà mua được, bắt anh mua sao mà mua. Là nghĩa tâm lý của người mua xe ai cũng vậy. Tâm lý của người mua xe là mình có tiền muốn có xe mình chạy liền, mình ghiền. Nhưng mà bây giờ không có xe đẹp bắt anh mua sao anh mua. Anh nói luôn bây giờ xe xấu anh không mua được. Mà mua thì kỳ mà ai đi xe xấu bây giờ. Thì bây giờ chiếc xe đó em thấy không? Xe cũ mà nó như thế nào? Khang mà, cái này nhìn nó khang lắm. Không có vấn đề gì hết. Nhìn đẹp, mới mà nhìn ưng ngay. Nói chung về là mình phải xe người ta đi thời gian thì đương nhiên á, đi ngoài đường cái bụi nó sẽ vô xe, bụi sẽ ám lại xe. Thì mình về á, khi mình để anh em chơi là mình phải lột ra, mình rửa hết. Đó. mình kiểm tra rồi xong mình mới phủ lại về nhà ngoài. Cái này không phải sơn, cái mình phủ nano, mình dưỡng cái này nọ đó. Thường thường anh em chơi xe ít ai mà dưỡng như mình đó. Tại vì anh là một xuất thân từ một người chơi xe. Xe của anh dưỡng rất là kỹ, thì xe mấy anh em về cũng phải dưỡng kỹ. Em nhớ không, xe nó về rồi anh kêu là, tại vì nhiều khách của em nhớ, anh cũng có nhắn là mấy ngày nữa mới lấy được, đủ đồ thì anh mới đủ đồ mới lấy được. Thực ra là đang bận quá, thực sự là bận đang các thứ nên là hôm em cũng hối anh ấy. Không được tuần sau cũng không thể luôn trực 100%. Nói chung là anh em có xe đẹp đi chơi là vui rồi. Rồi bây giờ anh cho tụi nhỏ gắn lại kính đồ này nọ ha, rồi cho em chạy về. Biết rồi hết không, nãy tụi nó hướng dẫn là hết không? Rồi cái smart key phải giữ kỹ, đừng để mất. Như mở trong smart key nó có mật khẩu, nó có cái mã gì đâu đó. Rồi xong rồi, gắn lại kính zin đây cho anh chạy về. Anh em bên đây một vàng cao qua xanh xanh là đẹp không, quay góc kia qua thấy không, thấy không góc này thấy không, vàng cao qua xanh xanh đẹp không, thấy không? Cố tình để vàng cao qua xanh xanh nữa, nhìn xanh xanh nhìn đẹp ha. Ok rồi bây giờ mình gắn lại kính zin cho anh đi nè. Mình thấy xu lên cái kiểu này cũng đẹp á, mà nó phù hợp với lại cái này là cái nó là đồ chơi à, ốp đồ chơi à. Cái ghi đông của con su này á anh em thì rất là dễ biết, cái ghi đông nó rất là mỏng nha anh em. Khi mà anh em chạy anh em phải cẩn thận, anh em chỉ cần ngã nhẹ thôi là ghi đông nó sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng. Ghi đông của con này rất là mỏng, nó không phải giống như R15 hay là CBR. Đây CBR 150 thì ghi đông nhìn nó sẽ chắc hơn nha. Nhìn CBR, ghi đông của CBR 250 thì nó sẽ chắc hơn, chắc chắn hơn. Gợi ích thì cái dàn ghi đông hay mỏng nhỏ, rất là nhẹ lên rất là mạnh, kéo nhẹ là lên, kéo nhẹ là lên ha. Cho anh em coi từ cái yên tới cái ấy mình rất là kỹ. Rồi đương nhiên xe cũ thì nó sẽ không có tránh trường hợp những cái vết xước nhỏ anh em. Nhiều anh em mua xe cũ mà hỏi tại sao nó không chày không xước thì anh em nên ra hãng mua xe mới nha. Xe mới vẫn chày vẫn xước. Còn nhiều anh em hỏi ồ mua xe cũ anh Minh nó có bảo hành chính hãng không? Bà nội đó tôi bán xe lời có 500.000 à, cho mấy thằng lính ăn bánh à. Bà hỏi có bảo hành chính hãng không? Chán ghê luôn. Có những xe có bảo hành chính hãng, hồi vừa rồi anh bán một chiếc là có bảo hành chính hãng bởi vì cái xe đó người ta mới mua từ hãng về rồi gia đình không cho chạy, người ta đem về đây thì nó vẫn còn bảo hành, thì sau này mình đi thì còn bảo hành. Còn có những xe này người ta đi người ta mua nhập khẩu, xe nhập khẩu nó không có bảo hành, mua chính hãng thì có bảo hành. Nhưng mà nhập khẩu thì anh thấy xe đa số xe nhập khẩu rất là ít hư, nhập khẩu mà lúc nào cũng ít hư, lại nhập khẩu mắc nha. Như con kia nhập hồi trước anh có con nhập Thái thì mắc lắm, nhập Thái đắt cực kỳ luôn. Nhưng mà chất lượng của nước ngoài người ta ok, chất lượng ở Thái Lan rất là ok nha. Hình như là Honda Thái Lan là ok nhất trong khu vực sao. Để lâu quá dính bụi. Bây giờ tiến hành lắp xe rồi cho bạn nó về. Coi thử con xe này có lên cái gì hay hay không cho anh em coi. Thì lên nhiêu đó thôi, lại mấy con ốp titan thôi mà nhiêu đây cũng bộn tiền rồi anh em. Nội cái ốp này, vàng ốp này, ốp titan, bô rồi ba cái này nọ đặt giặt nó cũng bộn tiền rồi. Mình kiếm ốc khác. Trên lầu nhiều ốc á, kiếm 4 ốc gắn vô. Rồi ok nha, cảm ơn anh em đã xem clip. Rồi cảm ơn đã chia sẻ lại tới đây gặp mấy anh em mình. Nói chung là như coi mấy cái gì đó, coi cái gì đó trên mạng á, người ta nói cái gì mình đến với nhau cũng vì duyên phận đó, cho nên sau này mình ra nhau cũng là duyên phận. Ngay câu đó giờ trên TikTok quá trời luôn á. Thì đó, rồi cảm ơn anh đã rước xe về, có dịp là đủ chơi Tết ha, vừa đủ chơi Tết luôn. Đêm giao thừa là nạt bô mà. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi mình trong thời gian qua nha. Chúc anh em mau có xe đẹp để đi.